chị cho em quay xíu nha chị. Nhà bán mấy cây đường chị? 15 kg. À cây rưỡi đúng không? Cây đó 10 kg đúng không? Chào tất cả anh chị em và các bạn, hiện tại mình đang đứng ở một cái tiệm chè bán đậu hũ bánh lọt rất là nổi tiếng ở ngã tư đường Trương Định và đường Lê Thánh Tôn. Ở đây bán cũng hơn chục năm rồi, mời mọi người theo dõi clip. Clip còn nữa chưa đủ. Ngày bán mấy cái ký đường? Ngày bán mấy cây đường chị? 15 kg. À cây rưỡi đúng không? Cây đó 10 kg đúng không? 12. Đây là cái ly chè giá 11.000 mình mua mình ăn tại chỗ, gồm có bánh lọt, đậu hũ và những cái viên dai ăn rất là ngon. Thì tiệm chè này hồi xưa nó nằm bên kia đường, sau này họ dời qua đây. Tiệm nằm đối diện với lại quán cơm Đồng Nhân, quán cơm Bà Cả rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Quán cơm Đồng Nhân nổi tiếng từ những năm 60 ở thế kỷ trước. Hồi xưa thì tiệm chè này bán ở bên kia đường, nơi mà mình đang quay đây, có căn nhà đang xây dựng. Họ bán 14-15 năm về trước rồi. Bây giờ họ phải dời qua bên đây vì không bán bên kia được nữa. Tiệm chè đối diện với lại quán cơm Đồng Nhân, quán cơm Bà Cả, món ăn hương vị Bắc rất là nổi tiếng ở Sài Gòn từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đồng Nhân là một làng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện nay. Bà Túc là bà chủ quán, vào Sài Gòn từ rất là xưa và tiệm cơm của bà rất là nổi tiếng. Tiệm cơm Đồng Nhân hồi xưa là ở đường Nguyễn Huệ trong một con hẻm. Sau này thì gia đình mua được một cái căn nhà ở số 11 Tôn Thất Thiệp, mở tiệm cơm Đồng Nhân, tiệm cơm Bà Cả. Sau đó mở thêm một cái chi nhánh nữa ở đường Trương Định, ngay góc ngã tư Trương Định và Lê Thánh Tôn này. Tiệm cơm Bà Cả được rất là nhiều người nổi tiếng biết đến và yêu thích tại Sài Gòn hiện nay. Bây giờ mình sẽ quay một số hình ảnh cận cảnh chị chủ quán múc chè cho khách. Theo lời của chị thì một ngày chị bán được 15 kg đường. Cái bao đường chúng ta thấy là một cái bao 12 kg. Chị cho em quay xíu nha chị. Xin phép đàng hoàng. Cho em một cái đầy đủ, một cái không lọt. Nhưng mà hai cái đường. Chị này múc cân đo đong đếm rất là tỉ mỉ nha mọi người. Cái nồi đậu hũ và nồi bánh lọt nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ chị múc nước cốt dừa có những cái viên dai rất là ngon nha mọi người, rất là béo, ăn rất là vui miệng. Mọi người muốn ăn tại chỗ thì đứng đậu xe ở đây và chúng ta đứng ngay đây chúng ta ăn luôn, giống như hình ảnh là mọi người đang nhìn thấy. Ở đây chủ yếu là khách mua về rất là nhiều nha mọi người. Mình đứng một chút xíu mà mình thấy khách tới mua về liên tục. Không được đậu quá nhiều xe trước cái cửa hàng viết xăng của người ta. Người ta không cho. Ồ, quá trời luôn. Nó đông quá. Ở đây có chuẩn bị sẵn những cái bao rác để mọi người bỏ những cái ly nhựa vào trong để đảm bảo vệ sinh. Đi về hả? Mọi người thấy hay vui lòng bấm like video và bấm đăng ký kênh giùm Khang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thank you.
năm nữa ai đó 55 với lại 40 95. Hai bà đi lộn sao mình cần nghĩ hết. Mẹ mai mới làm cái gì vậy? Bà bưng bà đừng có tô mà sao đi lộn hoài hay không qua đây. Qua đi lộn nói em bỏ ly đây nè em ơi. Bỏ mà. Thôi bỏ 5.